Em ơi, hiệp cái chuyến cây của em gọi là phục vụ hết sức, để mong muốn rằng là lần sau mua cây lại ủng hộ giúp cho chị. Xe này nó to quá, nó không vào được cái chỗ đường nhà chị, nên là lại phải thuê một cái công nông ra ấy. Cây để chỗ này thì đảm bảo, gọi là mát. Cây này gom lấy về xong em cứ vứt nguyên xì để nguyên đấy, chả cần phải làm gì. Tuần nữa nó cũng chả làm sao. Cái này á, kể cả đi mở cửa ra được thoải mái. Đấy. Không còn nóng. Đây là đơn hàng 10 cây thị đi Đồng Xoài, Bình Phước. Các bạn có nhu cầu muốn mua các cây thị như thế này, nhà mình có thể vận chuyển toàn quốc được nhé bạn nhé. Các bạn có nhu cầu thì vui lòng gọi điện 0977973535 ạ. Cảm ơn các bạn nhiều.